Và phía dưới cái bệ tì tay đây chúng ta có một ngăn để đồ. À anh em ơi, phát hiện chỗ để tiền của Lê Phúc Thành để quên đây rồi anh em ạ. Phát hiện chỗ để tiền để quên của Lê Phúc Thành nhá. 4.000 Lê Phúc Thành giấu ở đây anh em ạ. Mình sẽ chuyển em nó sang chế độ Dynamic High Performance luôn các bạn ạ. Đây. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi trải nghiệm và đánh giá chiếc Volvo XC90 đời 2022 bản B6 tại trường Việt Nam các bạn nhé. Volvo XC90 bản B6 hiện tại đang được bán tại Việt Nam với giá 3.950.000.000 và cạnh tranh trực tiếp với Mercedes GLE 450, Audi Q7 hay là BMW X5 các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi trải nghiệm và đánh giá xem Volvo XC90 nó hấp dẫn người tiêu dùng tại Việt Nam như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ mình sẽ nói luôn về cái khối động cơ phía dưới nắp capo của chiếc XC90 này các bạn nhé. Xe dùng động cơ i4 2.0 lít Supercharged, công suất tối đa tạo ra là 300 mã lực các bạn nhé. 300 mã lực và 420 Nm. Đó, 300 mã lực và 420 Nm là đủ cho các bạn có thể vận hành được trong phố cũng như đi trên cao tốc rồi. Anh em nào không tin cứ thử cầm lái chiếc XC90 này chạy trên cao tốc hay là chạy trong phố xem em nó có yếu hay không các bạn nhé. Ngoài ra thì em nó cũng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong hơn 6 giây. Ngoài cái khối động cơ i4 2.0 lít ra thì em nó cũng có hỗ trợ bởi hệ thống điện 48V giúp cho các bạn khởi động cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng. Các bạn khởi động xe lên ấy, cảm giác như đang ngồi trong một chiếc xe điện luôn các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với các thiết kế đặc biệt của phiên bản B6 2022 này các bạn nhé. Chúng ta có cụm đèn pha full LED. Đó, công nghệ full LED Active High Beam của Volvo. Và chúng ta cũng có đèn LED định vị hình chữ T mà Volvo hay là nhiều người gọi nó là kiểu phong cách búa tho đến từ Thụy Điển đó các bạn. Ở phần trước đây chúng ta có cụm lưới tản nhiệt. Các bạn nhìn cái nhận ra ngay đây là Volvo các bạn nhé. Nó có các cái nan sọc này. Phần mặt trước thì ốp kim loại mạ chrome này. Logo Volvo với một cái thanh chéo gắn cố định ở đây. Đó, logo Volvo chính giữa. Nó kết hợp với cái hệ thống radar để hỗ trợ các công nghệ lái xe an toàn tiên tiến của XC90 các bạn nhé. Cũng có cái camera trước trong hệ thống camera 360 độ này. Phần cản trước nó cũng có thêm một cái khe hút gió này và tích hợp khá là nhiều các cái cảm biến ở phía trước. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần ngang của chiếc Volvo XC90 này các bạn nhé. Ở đây chúng ta có một bộ mâm 20 inch lốp 275/45. Đây, bộ mâm thiết kế hai màu, màu đen và màu bạc này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần ngang. Đây anh em có thể quan sát phần ngang của chiếc Volvo XC90 này. Đó, cũng khá là to cao các bạn nhỉ. Mình cao 1m65 mà em nó còn cao hơn mình. Dài thì cũng khoảng gần 5m các bạn nhé. Dài gần 5m và chiều dài trục cơ sở nó cũng tương đương gần 3m. Thế nên không gian ở bên trong rất rộng. Volvo XC90 thì nó có cấu trúc là 5+2 chỗ ngồi giống như Audi Q7 hay là Mercedes GLE tại thị trường Việt Nam. Một chiếc gương chiếu hậu, gương chiếu hậu sơn trùng màu ngoại thất và có một cái giải LED báo rẽ đây các bạn này. Phía dưới chúng ta cũng có camera trong hệ thống camera 360 độ. Hai bên thân xe thì cũng được trang trí bằng các chi tiết ốp kim loại mạ chrome anh em nhé. Ốp kim loại mạ chrome đây và có ốp nhựa ở dưới này. Không có bậc lên xuống gắn cố định hay là chỉnh điện. Chúng ta sẽ tiếp tục đi ra phần sau của em nó xem có gì đặc biệt. Đây chính là phần sau của chiếc Volvo XC90 bản B6 AVKD 2022 tại thị trường Việt Nam. Về cơ bản thì thiết kế tổng thể của Volvo XC90 nó từ đời 2020 đến khởi 2022 nó không thay đổi quá nhiều anh em ạ. Chúng ta vẫn có một cụm đèn hậu LED chạy dọc từ trên xuống và nó hơi có hình chữ C ở phần đuôi này. Chúng ta có logo XC90, logo Volvo gắn tại trung tâm ở đây và tên phiên bản B6 AVKD gắn ở phía góc này. Đó, cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu này các bạn sẽ thấy xuất hiện trên khá là nhiều mẫu xe ngày nay các bạn nhé. Ví dụ như XL7 này, Honda CRV này đều có kiểu thiết kế dọc dọc và uốn lượn ở phần góc này. Các bạn nhìn thấy quen thuộc không? Phía dưới này chúng ta có ốp cản. Ốp cản phía dưới màu bạc này là nhựa các bạn nhé. Nó tích hợp các cái cảm biến này. Mình ngó xem có 6 cái cảm biến ở phía sau. Phía trên thì có ốp kim loại mạ chrome. Đó, phía trên nữa thì là sơn trùng màu ngoại thất. Đó là tổng thể của
phần đuôi của chiếc Volvo XC90 đời 2022 tại trường Việt Nam. Còn bây giờ thì để hiểu sâu hơn về Volvo XC90, chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của em nó xem có gì đặc biệt các bạn nhé. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá không gian nội thất của xe. Quả đây không? Đóng cửa chắc nịch luôn. Mình đóng thử lại cho bạn nghe nhé. Chắc nịch luôn. Toàn bộ không gian của chiếc Volvo XC90 này đều được bọc da cao cấp các bạn nhé. Ghế lái, thành cửa và vị trí giữa đây được bọc da màu nâu, nâu cà phê. Cái màu nâu này nhìn nó vừa sang mà nó lại còn sạch. Anh em dùng một thời gian vẫn thấy nó sạch các bạn nhé. Ngoài ra thì khoa cabin ở đây chúng ta có vô lăng tròn vo được bọc da màu đen, táp lô phía trước cũng được bọc da màu đen. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi khám phá xem em nó có những chi tiết gì đặc biệt. Đây, bật cái hệ thống điện lên xem nào. Nổ máy luôn đi các bạn. Các bạn nghe thử nhá. Được trang bị hệ thống 48V hỗ trợ khởi động xe. Các bạn sẽ thấy nó cực kỳ êm luôn. Đây mình sẽ nổ lên các bạn nhá. Xe Volvo nổ cũng khác biệt so với Mercedes-Benz thì các bạn chỉ cần ấn nút lôi là nổ. Tuy nhiên Volvo các bạn sẽ phải cầm cái nút xoay này, nút start stop energy đây các bạn. Đá phanh. Đố các bạn nghe thấy tiếng gì từ động cơ luôn. Đó, cực kỳ nhẹ nhàng và êm ái. Gần như không có một cảm nhận gì phát ra từ cái tiếng động cơ hay là rung lắc của thân xe các bạn nhé. Cực kỳ êm luôn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ khám phá nhá. Các bạn thấy hơi ồn đúng không? Mình sẽ giảm cái lượng gió này xuống một chút cho đỡ ồn. Đây, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các bạn cũng có thể điều chỉnh trên cái màn hình cảm ứng 9 inch đặt dọc trung tâm khoang cabin ở đây. Các bạn chỉ cần đây nhá. Đây là mình để chế độ bình thường nhất này. Các bạn ấn vào cái nút này, nó sẽ lên cái lượng gió này. Lượng gió các bạn có thể điều chỉnh bằng cảm ứng. Lên này, lên, lên, lên này. Đó, max là 5 nhá. Xuống này, đó. Hoặc các bạn off luôn đây. Hoặc các bạn max luôn đây. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ nhanh luôn. Dùng công nghệ cảm ứng. Nhiệt độ hai bên các bạn có thể điều chỉnh được ở đây. Đó, lên xuống này, 27 độ này. Đó, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Để 23 độ đi. Close này. Từ lâu thì nó sẽ lại về cái màn hình chính của chúng ta ở đây. Cái màn hình này thì nó cũng giống như đời cũ, có thể kết nối với Apple CarPlay, kết nối với Android Auto, kết nối với điện thoại thông minh. Các bạn vào định vị, các bạn vào radio, hoặc là các bạn vào camera 360 độ để giúp các bạn quan sát được cái không gian xung quanh. Hoặc là các bạn vào chế độ lùi thì nó cũng sẽ hiển thị camera 360 độ ở đây các bạn nhé. Ngoài ra các bạn có thể cài đặt được sang đây này. Đó, nút Drive Mode. Ngày trước thì nó sẽ nằm ở ngay phía dưới cái nút khởi động này. Ngày trước nó nằm ngay phía dưới cái nút khởi động này, còn bây giờ thì nó sẽ được chuyển lên cái màn hình cảm ứng này. Đó, các bạn sẽ kích vào cái nút Drive Mode này, các bạn sẽ chuyển được cái chế độ lái này. Eco, Comfort, Individual, Dynamic vào Pro. Nãy giờ thì mình chạy cái chế độ Comfort, các bạn sẽ chuyển sang Eco cho tiết kiệm nhiên liệu này. Individual là các bạn sẽ cài đặt được này. Dynamic là High Performance ấy, chạy điên luôn các bạn nhá. 300 mã chạy điên luôn. Chúng ta cũng có đây nó còn cài đặt cả seat nữa này. Ở đây chúng ta cài đặt được các công nghệ an toàn, ví dụ như EEC Mode, Sport Mode này, Lane Keeping này, đó, Park Assist này. Nói chung là rất nhiều các công nghệ an toàn các bạn có thể cài đặt ở đây. Ngoài ra các bạn vào camera 360 độ, các bạn kích vào đây. Wow, cam trước, cam bên, cam sau, nó hiển thị tạo thành cái không gian xung quanh cực kỳ thực tế. Và bây giờ đang là hơn 4 giờ chiều, đó, trời như sắp mưa. Tuy nhiên các bạn nhìn đâu, chất lượng hình ảnh cực kỳ tốt luôn. Các bạn kích vào đây, các bạn vào cam lùi, nó sẽ hiển thị cam lùi. Đó, các bạn thấy sắc nét không? Vào camera 360, các bạn vào cam bên này. Đó, bên cạnh là đồng lúa vừa gặt này. Và cái bờ đây các bạn nhá, cực kỳ sắc nét. Và các bạn nhìn thấy cả hai viên gạch để bên xe này. Vào đây này chúng ta, đó. Nói chung là các bạn vào cái cam trước, cam sau, cam bên, cam trái, cam phải thì nó sẽ hiển thị góc cam bên đó. Còn các bạn có thể thoát, ấn vào đây. Đó, chúng ta sẽ về được cài đặt các cái công nghệ an toàn phía trên này các bạn nhé. Nói chung là rất nhiều, có cả cài đặt Head Up Display này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể vuốt được sang đây nữa để cài đặt và vào một số cái thông tin kiểm tra xe, Messenger, Car Status, Driver Performance, Download Center, FM, Bluetooth, USB, iPod, Radio Favorite. Dưới đây có Volvo ID này, Weather Soon, rất nhiều luôn. Nói chung các bạn có thể vào được rất nhiều thứ ở đây. Hơi tiếc là chiếc Volvo XC90 này thì kết nối Apple CarPlay và Android Auto thì vẫn là kết nối có dây anh em nhé. Ngoài ra phía dưới này các bạn có thể vào được một số cái ứng dụng có sẵn trên chiếc Volvo XC90 này. Các bạn vào được Volvo ID này, thời tiết này. Đó, một cái ứng dụng gì đây nữa này, có Wiki Location này, có Air Quality này. Nói chung là khám phá hết cái màn hình này chắc cũng khá là mệt anh em ạ. Thôi mình bỏ qua cái màn hình này các bạn nhé.
với những chiếc Volvo tại trường Việt Nam ấy được trang bị hệ thống loa cực kỳ xịn sò các bạn nhé, đều là Bauer Wirkin. Ở đây vào cái màn hình cảm ứng này chúng ta có thể cài đặt được cái hệ thống loa đó này, có Sound Expression ở đây này các bạn này. Wow, rất nhiều chế độ, có cả chế độ giảm hát này, có cả chế độ Jazz Club này, Individual State này, Studio này. Các bạn điều chỉnh được ví dụ loa nó hướng về vị trí người lái thì là các bạn chỉnh thành nút Drive nhá. Còn các bạn ấn vào Rear thì nó sẽ hướng ra hai cái hàng ghế sau, và On thì nó sẽ dành cho tất cả các vị trí trên xe anh em nhá. Ghế lái của Volvo XC90 nhớ 3 vị trí và chỉnh điện đa hướng, ghế phụ cũng nhớ 3 vị trí. Nhớ vị trí nó sẽ gắn ở phía trên này. Chiếc này thì không có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng anh em ạ. Phía sau người lái đây chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 12 inch hiển thị dạng 3D và là điện tử hoàn toàn anh em nhé. Đó, vô lăng thì chúng ta cũng có 3 chấu tích hợp các phím bấm chức năng. Các bạn có thể cài đặt được cái màn hình phía sau, cài đặt các công nghệ an toàn trên cái cụm này. Chiếc này thì công nghệ an toàn thì rất nhiều các bạn ạ. Ví dụ như Adaptive Cruise Control, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, phanh khoảng cách, phanh khẩn cấp, tránh va chạm với người phía trước, cảm biến trước sau, camera 360 độ, vân vân. Rất nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ các bạn lái xe một cách an toàn nhất có thể. Và đó là lý do vì sao Volvo thường được đánh giá là những mẫu xe an toàn nhất thế giới trong phân khúc của mình. Chiếc này cũng có HUD hiển thị trí kinh lái, nó có đọc biển báo giao thông và hiển thị tốc độ ở trên đó các bạn nhé. Đó là cái vô lăng và cái cụm màn hình 12,3 inch phía sau vô lăng. Ngoài ra còn có trang bị gì, mình sẽ phải lấy cái catalog này bởi vì nó có quá nhiều thứ mà mình không thể nhớ được hết các bạn nhé. Hệ thống điều hòa khí hậu 4 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí Clean Zone bụi mịn PM2.5, ghế ngồi bọc da Nappa đục lỗ chỉnh điện nhớ vị trí, hệ thống thông gió làm mát và sưởi cho hàng ghế trước, chìa khóa thông minh tay lái bọc da 3 chấu đa chức năng, táp lô và ốp cửa bọc da cao cấp, màn hình cảm ứng trung tâm 9,7 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, bình nhiên liệu 71 lít, 7 chỗ ngồi, kích thước 4.953mm, chiều dài trục cơ sở 2.984mm, thể tích khoang hành lý 680 lít, động cơ 2.0 lít tăng áp, công suất 300 mã lực và 420 Nm, 0 đến 100 trong 6,7 giây. Đó, thấy chưa các bạn ạ? Hôm nay nhá, mình là đọc thông tin và chính xác hoàn toàn luôn. Hệ thống an toàn, đây các bạn có thể đọc con tối không hết hệ thống an toàn luôn. Hệ thống an toàn chủ động City Safety, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo người lái, hệ thống nhận diện thông tin biển báo giao thông, hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, vô lăng trợ lực điện theo vận tốc, camera toàn cảnh, chế độ hỗ trợ đỗ xe bán tự động, hệ thống đèn điều chỉnh góc chiếu tự động, kính cường lực nhiều lớp, hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió, hệ thống treo điện khí 4 bánh. Wow, đọc mỏi mồm mới hết mấy cái thông tin quan trọng trên Volvo XC90 các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Hôm nay nhá, chắc ăn cầm catalog đọc cho nó xịn các bạn ạ. Đó, cất cái catalog này đi. Còn riêng với bản B6 2022 chúng ta sẽ có một chiếc cần số pha lê anh em nhá. Cần số pha lê trên phiên bản B6 nhìn như cần số trên BMW anh em nhở. Đó, cần số pha lê trong suốt luôn. Nó không có những cái logo hay là đường vân như trên BMW. Tuyên thiết kế nó trong suốt và nhỏ nhắn ở đây. Các bạn có thể kéo xuống, kéo lên. Và chúng ta có nút P, đó, về P riêng ở đây các bạn nhé. Nút khởi động như mình đã chia sẻ lúc nãy thì các bạn muốn khởi động các bạn sẽ vặn sang phải. Các bạn muốn tắt máy các bạn cũng vặn sang phải. Đó, mình vừa vặn cái là tắt máy rồi anh em nhé. Ở dưới này chúng ta có phanh tay điện tử này, auto hold này. Bên này chúng ta có đế sạc điện thoại không dây này. Đó, cổng sạc dạng tẩu thuốc này. Ở đây chúng ta có hai khay để cốc này. Và phía dưới cái bệ tì tay đây chúng ta có một ngăn để đồ. À anh em ơi, phát hiện chỗ để tiền của Lê Phúc Thành để quên đây rồi anh em ạ. Phát hiện chỗ để tiền để quên của Lê Phúc Thành nhá. 4.000 Lê Phúc Thành giấu ở đây anh em ạ. Ngăn để đồ này, có hai cổng sạc dạng USB này. Hết rồi anh em ạ, có từng đấy thứ cất ở đây. Đặt xuống chúng ta sẽ lại có một chiếc bệ tì tay bọc da cao cấp. Để mình xem qua cabin còn cái gì giới thiệu cho anh em không nào. Giới thiệu nhiều quá nhờ. Phía trên chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh. Và như các bạn thấy mình đang mở cái cửa sổ trời ra này. Đó, mình có thể vươn người lên đây để ngắm cảnh được các bạn nhé. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ xuống cái hàng ghế thứ hai xem. Hàng ghế thứ hai của Volvo XC90
2022 có gì đặc biệt không anh em nhá. Đây là khoang sau của chiếc Volvo XC90. Có lẽ là nhiều người khi mua Volvo XC90 về thì sẽ ngồi ở khoang sau, vị trí dành cho ông chủ. Đây, mình sẽ đóng cửa lại này. Vị trí ở mình đây có rèm che nắng chỉnh cơ. Đó, rèm che nắng chỉnh cơ anh em nhá. Kính thì rất là nhiều lớp, kính cường lực rất nhiều lớp. Loa Bowikin, chiếc này có 19 loa Bowikin. Đó, ghế sau thì chỉnh cơ, không phải chỉnh điện. Tất nhiên là cũng không có nhớ vị trí rồi. Ngồi khá là thích các bạn ạ. Tựa đầu hơi cứng, mình xem nó có thể ngả ra nữa không nhá. Đây, ngả như thế này là hết cỡ rồi anh em ạ. Và chúng ta cũng có một chiếc bệ thịt tay tích hợp khay để cốc ở đây. Đó, khi các bạn đi 3 người các bạn thể nhấc cái này lên, hoặc là các bạn sẽ bỏ xuống như thế này. Bệ thịt tay cực kỳ chắc chắn. Đây này, không như mẫu những cái mẫu xe đến từ Nhật thì các bạn cầm cái bệ thịt tay này rung 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 ấy, nó như kiểu rung ra nơi. Nhưng mà với những chiếc xe như XC90 này, chính xác nó là cái bệ tỉ tay cực kỳ chắc chắn. Đây, các bạn thể nhấc lên như thế này. Với XC90 nhá, cái ghế giữa này các bạn cũng có thể gập nó xuống riêng biệt luôn. Chiếc này nó có tỷ lệ gập là 40-20-40. Đây, mình gập cái ghế này xuống cho các bạn xem này. Đó, nó có thể gập phẳng xuống như thế này, để nếu như các bạn có đi cái hàng ghế thứ ba ấy thì các bạn có thể giao tiếp một cách thoải mái với người ngồi hàng ghế thứ ba, hoặc là các bạn có thể gập cái này xuống và lấy đồ ở cái không gian chứa đồ phía sau anh em nhé. Còn anh em nào mà đi 3 người hoặc là không muốn gập xuống ấy, thì các bạn sẽ gập lên như thế này. Các bạn rút dây thì nó sẽ ngả xuống như thế này. 3 vị trí ngồi khá là rộng rãi. Các bạn có thấy sau một thời gian quay thì người mình đã toát hết cả mồ hôi rồi không? Và với Volvo XC90 thì xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Ở phía sau cũng có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập dành cho 2 người ngồi đấy các bạn này. Đó, và được điều chỉnh cảm ứng ở trên cái màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Ví dụ đây các bạn điều chỉnh lượng gió ở đây này. À, các bạn điều chỉnh nhiệt độ ở đây nhá, giảm xuống lên lên ở bên mình này, hoặc là lượng gió các bạn sẽ điều chỉnh như này. Đó, tăng giảm ở đây. Đó, xịn sò không? Điều chỉnh cảm ứng trên cái cụm này và có 2 cửa gió điều hòa ở đây. Phía dưới ở đây chúng ta cũng có 2 cái cổng sạc dạng Type C. Đó, 2 cổng sạc dạng Type C ở phía dưới này. Và cái trục dẫn động thì nó được làm hơi nhô lên một chút. Thế nên cái người ngồi ở vị trí giữa này sẽ hơi bất tiện và phải bỏ chân sang hai cái bên này các bạn nhé. Đó, không gian thì như mình đã giới thiệu, với chiều dài trục cơ sở là 2984mm thì các bạn biết là không gian dành cho người ngồi sau nó rộng như nào rồi. Và đây là mẫu xe 5+2, không phải là 7 chỗ ngồi các bạn nhé, 5+2 thôi. Thế nên người ngồi ở hàng ghế thứ hai này các bạn thể trượt xuống như này và có một không gian rất rộng. Còn nếu như đi thêm 2 người ở khoang sau nữa thì các bạn có thể trượt cái ghế này lên một chút để tăng cái không gian sử dụng cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Cửa gió điều hòa xuất hiện cả phía trên này anh em này. Ghế ngồi thì là ghế ngồi bọc da Nappa với ghế sau không có đục lỗ thông hơi anh em nhé. Và trên này chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh, anh em có thể mở ra để có một không gian thoáng đãng hơn, hoặc là cần cái không gian riêng tư các bạn có thể đóng full vào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xuống cái hàng ghế thứ ba xem 5+2 chỗ ngồi của Volvo XC90 nó như thế nào anh em nhé. Để vào được hàng ghế thứ ba của Volvo XC90 thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái thao tác này. Trên này nó có một cái chốt này, các bạn cầm kéo và gập nó như thế này. Sau đó các bạn đẩy ghế lên. Chúng ta sẽ có một cái không gian để đi vào hàng ghế thứ ba các bạn nhé. Đây, mình sẽ bước vào cái hàng ghế thứ ba và nhấc cái ghế này lên. Đó, chúng ta đã có 2 chiếc ghế ngồi dành cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Đây là mình ngồi một cách rất thoải mái khi mình đẩy cái ghế kia lên rồi. Để các bạn chờ một chút, mình giới thiệu xong mình sẽ đẩy cái ghế này về lại xem cái không gian nó rộng như nào các bạn nhé. Ở phía bên cạnh mình đây, chúng ta có bệ tí tay. Đấy, có bệ tí tay này, khay để cốc này, cửa gió điều hòa ở đây, cửa gió điều hòa ở đây. Đó, không có cửa gió điều hòa trên. Tuy nhiên ở trên chúng ta lại có một cái màng loa. Đó, có màng loa trên này các bạn nghe nhạc. Ui, loa ngay ở đây này, nghe phê, phiêu cực kỳ luôn. Phía dưới này mình sẽ mở lên. Ồ, trong này thì lại giấu cả khẩu trang anh em ạ. Không có tiền mà lại giấu cả khẩu trang. Không biết là anh em review nào lại giấu cái khẩu trang ở trong này. Đó, một cái ngăn để đồ đây các bạn nhá. Các bạn không dùng thì các bạn sẽ đậy nó xuống. Đó là cái không gian hàng ghế thứ ba. Mình xem nó có ngả được xuống nữa không. Hết cỡ rồi anh em ạ, nó sẽ như thế này thôi. Và bây giờ thì quan trọng nhất là mình trượt cái ghế này xuống xem không gian ngồi như nào các bạn nhá. Ồ, đây các bạn ơi, khi mà cái ghế hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ hai nó đang như thế này, các bạn nhìn đây, cái khoảng giữa chân của hàng ghế thứ hai này nó cũng khá là rộng rồi, thì mình ngồi sau cũng ok.
như thế này các bạn đi quãng đường khoảng vài chục km đến 100 km cũng được. Chân các bạn có thể hơi đút được xuống cái gầm của hàng ghế thứ hai và cái khoảng giữa chân. Đây các bạn nhìn này, khoảng giữa chân nó còn khoảng 3 đến 4 cm. Tuy nhiên đây mình là người cao 1m65. Chứ còn nếu mà anh em nào mà cao 1m8 thì cái khoảng giữa chân này là cũng hơi bị vất vả đấy. Đây mình giới thiệu luôn cho các bạn cái không gian chứa đồ của chiếc Volvo XC90 này các bạn nhé. Cốp thì là cốp mở điện, các bạn cầm ấm cái là nó sẽ bật lên luôn. Đây là khi mình đang dùng cả 3 hàng ghế. Cái hàng ghế thứ 3 mình cũng đang sử dụng thì cái không gian nó sẽ hơi nhỏ như này. Đó, nó hơi nhỏ như này, tuy nhiên vẫn vừa cho các bạn để được mấy cái vali vừa vừa hoặc là các cái đồ dùng cá nhân của các bạn. Phía dưới này mình xem có gì. À, một chi tiết để các bạn để đồ thôi. Đây có bánh dự phòng được để dưới này. Đây là bánh sơ cua, không phải là bánh tỷ lệ 1:1. Và các phụ kiện để các bạn cứu hộ. Và khi các bạn gập cái hàng ghế thứ ba này xuống thì chúng ta sẽ có một cái không gian chứa đồ rộng và lớn hơn các bạn nhé. Đây, có cái chốt ở đây để các bạn nó hạ nó xuống một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, chúng ta đã có một cái không gian rất rộng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và vận hành chiếc Volvo XC90 này xem 300 mã lực và 420 Nm nó có mạnh mẽ như những gì mà anh em hay đồn đoán về Volvo XC90 không các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào số này. Đó, vào D này. Đây là chế độ Eco này. Khá mạnh các bạn ạ. Sau một chút độ trễ của động cơ tăng áp thì em nó vọt lên khá nhanh. 2.0 lít supercharged các bạn nhé. 300 mã lực và 420 Nm. Đây chỉ là chế độ Eco thôi. Tuy nhiên mình sẽ đạp thử cho các bạn xem nhé. Xem nó có mạnh mẽ không. Wow, lên cũng rất nhanh anh em ạ. Không phải dạng vừa đâu. 300 mã lực và động cơ tăng áp thì tất cả các loại động cơ tăng áp thì dù là tăng áp thường hay là tăng áp kép hay là supercharged thì nó cũng sẽ vẫn có một chút độ trễ. Chỉ là nó có độ trễ nhiều hay không và lâu hay không thôi. Tuy nhiên sau một chút độ trễ thì nó sẽ vọt lên khá nhanh. Và với chiếc này thì 300 mã lực cơ mà các bạn. Lún ga này. Máy hơi gần một chút, sau đó thì em nó cũng vọt lên khá là nhanh. Và đây chỉ là chế độ Eco thôi các bạn nhé. Mình sẽ chuyển em nó sang chế độ Dynamic High Performance luôn các bạn ạ. Wow, mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn luôn các bạn ạ. Và cái độ trễ nó cũng giảm. Wow, lên nhanh hơn và cái chân ga nó cũng nhạy hơn so với chế độ Eco và chế độ Comfort các bạn ạ. Đó các bạn thấy không? Tiếng máy nó cũng gần hơn. Tuyên cái lực thì nó khác biệt luôn đấy các bạn ạ. Wow. Wow, High Performance của khác các bạn ạ. Chạy phê cực kỳ luôn. Và đặc biệt là cái hệ thống treo của chiếc này rất êm. Khi các bạn chạy tốc độ cao ấy thì cái thân xe nó như bám xuống cái mặt đường ấy. Và ngoài ra thì chiếc này cũng có thể nâng hạ gầm được các bạn nhé. Khi các bạn chuyển sang chế độ Dynamic ấy, High Performance đó các bạn, thì cái hệ thống treo nó sẽ hạ thấp cái trọng tâm của thân xe xuống, giúp cho chiếc xe nó bám và nó lì lấy với cái mặt đường hơn. Và khi đó thì các bạn đạp và xe nó tăng tốc cũng như vận hành cực kỳ lì, nó bám xuống cái mặt đường ấy, chạy phê cực kỳ luôn anh em ạ. Đây, với cái vô lăng của xe ấy, nó được trang bị hệ thống trợ lực điện theo tốc độ các bạn nhé. Các bạn chạy chậm thì vô lăng rất nhẹ, tuy nhiên các bạn chạy tốc độ cao hơn thì cái vô lăng nó cũng nặng hơn và nó cũng giúp các bạn đánh lái chính xác hơn. Đây các bạn nhìn này, mình sẽ chuyển làn khẩn cấp xem nào. Ví dụ mình đang đi như này, muốn đánh lái gấp chuyển sang làn này, sau đó về lại làn rất nhanh các bạn nhé. Đây ví dụ như đây, các bạn thấy không? Đánh lái rất chính xác và chuyển làn cũng rất chính xác luôn. Đó, tốc độ khoảng 60 km/h các bạn nhé. Các bạn mình nghĩ thì cái tốc độ cao hơn thì các bạn chuyển làn sau đó về lại làn cũng rất an toàn. Các bạn thấy không? Cái thân xe nó rất chắc chắn, giúp cho các bạn việc
chuyển làn và về lại làn nó cực kỳ an toàn. Ngoài ra cái vô lăng nó đánh lái chính xác cũng là một thứ giúp cho các bạn lái xe an toàn hơn. Bởi vì nếu như cái vô lăng mà nó dơ hay là nó không chính xác hoàn toàn ấy, thì rất dễ xảy ra những cái tình huống xử lý không chính xác 100%. Mà khi lái xe trên đường ở trong nhiều tình huống chỉ cần 1% thôi cũng có thể gây ra tai nạn rồi các bạn ạ. Hôm nay thì mình chỉ trải nghiệm trong phố, thế nên cũng hơi khó để thử các cái tính năng an toàn, ví dụ như Adaptive Cruise Control hay là cảnh báo lệch làn và giữ làn đường. Tuy nhiên khi mà các bạn đi cao tốc các bạn thử ấy, thì các bạn sẽ thấy rõ được những cái tính năng đó nó hoạt động hiệu quả như nào. Đây là chế độ Dynamic các bạn ạ. Nhấn nhá một tí chân ga thôi là nó đã lao phía trước rồi. Rất mạnh. Và phanh hoạt động rất hiệu quả. Mình đạp phanh và xe nó hãm cũng khá mượt các bạn nhé. Dù đạp phanh thốc luôn đấy các bạn. Với Volvo XC90, nếu như các bạn cần một khả năng vận hành êm ái thì em nó hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đây, mình chạy chuyển sang chế độ ở Comfort đi. Đó, cho nó êm này. Ga nó cũng mượt mà phanh cũng mượt. Hệ thống treo khi nén thì các bạn biết là nó êm ái như nào rồi. Đấy các bạn, bây giờ nhá, không nói gì, các bạn nghe thử xem cái khả năng cách âm môi trường của em Volvo XC90 này như nào nhá. Cực kỳ yên tĩnh và gần như là không nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài. Tiếng từ hộc bánh, tiếng từ lốp ma sát với mặt đường hay là những cái tạp âm ở xung quanh xe nó cũng không vọng vào khoang cabin được luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Cực kỳ yên tĩnh cái khả năng cách âm môi trường nhé. Và khi mà trời có chút hạt mưa ấy, thì cái gạt mưa tự động nó cũng nhận ngay. Chiếc này cần êm ái, có êm ái, cần mạnh mẽ, có mạnh mẽ. Êm các bạn. Đi qua EG giảm tốc mà nó rất nhẹ nhàng luôn. Đó, cái gạt mưa tự động nó nhận sau khi có một chút hạt mưa. Bây giờ đang là cuối ngày các bạn thấy không? Nắng rất đẹp. Cũng có hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương hoạt động rất hiệu quả. Wow, hoàng hôn nắng đẹp quá anh em ạ. Cầm lái một chiếc xe sang giá 4 tỷ, lăn bánh là hơn 4 tỷ tại thị trường Việt Nam. Phải nói là tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời.